Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube Độc Lạ Channel. Thì hôm nay là tôi sẽ hướng dẫn các bạn ship một cách làm một cái bó hoa bằng ống hút rất đơn giản, như trên tay tôi đã cầm đấy các bạn. Bó hoa bằng ống hút rất đơn giản. Thì để làm được như vậy thì các bạn chuẩn bị tôi khoảng 3 cái ống hút với 3 màu khác nhau. Trên tay tôi là có màu đỏ, màu vàng, màu xanh, một cái kéo và một cuộn keo. Trước tiên là mình sẽ cắt làm đôi ba ống hút này các bạn. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái hoa này là thì nó tương đối dễ làm, tôi sẽ làm từ từ, các bạn làm theo tôi nha. Các bạn chú ý xem clip khoảng một lần là các bạn sẽ nhớ. Tiên mình sẽ cắt. Cắt nhuyễn này các bạn. Để tất cả các càng nhuyễn thì cái hoa của chúng ta sẽ càng đẹp các bạn. Rồi tương tự ta sẽ cắt xuống khoảng nửa cái ống hút này nha các bạn. Để sẽ cắt tương tự. Cũng ấm rồi các bạn. Năm ống cuối cùng. Thank you.
Rồi, chào các bạn. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ dùng thước, chúng ta sẽ xoắn những cái cánh hoa này tại các bạn dưới này, các bạn để cái ngón cái vô đây, các bạn vuốt. Bạn vuốt, vuốt thì nó sẽ sáng vô. Thấy không? Sáng vô. Bạn chú ý là vuốt nhẹ quá, vuốt mạnh nó sẽ đứt chân các bạn. Rồi. Tiếp tục các bạn. Rồi, xong rồi các bạn. Ở đây thì tôi có 6 cái ấy. Ống hút tôi sẽ để một cái hút tôi không vuốt sẽ làm nhân ở giữa các bạn. Cái nhị của nó. Rồi, cuối cùng ta sẽ dùng keo các bạn, dùng keo ta sẽ dán cái ống vào. Sửa lại các bạn. Rồi xong các bạn. Chúng ta tôi là hai cái bó hoa. Dễ làm các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi kênh. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký để chúng ta tiện cập nhật những cái clip mới tôi sẽ đưa lên những ngày tới. Các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn.